chắc các anh chị biết nhà mình cũng có một cái cây vú sữa đúng không? Hai cây, nhưng mà cây này là cây rất là to nha, 9 năm tuổi nhưng mà trái cực kỳ nhiều. Bây giờ một năm một mùa, tới lúc thu hoạch rồi, khá là nhiều. Đấy, công cụ những cành dưới thấp thì cắt bằng cái này, còn những cành mà trên cao thì phải dùng tới cây sào dài. Lát không giới thiệu cái sào dài sao. Còn bây giờ là đi thu hoạch nha. Đây, những trái như thế này là chín hết rồi, chín vàng hết rồi. Đây, những trái thế này là chín vàng hết nha. Giờ thì chỉ có cắt thôi. Đây, chín vàng rượm luôn. Thì bây giờ chỉ có đây, thò kéo vào và hứng cái rổ bên dưới ra. Đây, thò kéo vào. Đây. Để cái rổ bên dưới đây, hứng bên dưới. Đây, trái này cũng thế luôn, lấp ló. Sữa có cái điều là nó hay lấp ló theo tán cây này. Phải đấy, vú sữa mà vô mùa rồi đó. Chỉ trong vòng khoảng chừng một tháng thôi là chín ầu ạt. Mà đặc thù nhà mình thì không có dùng thuốc để phun mà trừ sâu hay côn trùng, thành ra nó chỉ trong vòng khoảng, nếu mà vào mùa mà rộ lên á, chỉ trong vòng khoảng chừng 10 ngày đầu thôi thì nhà còn ăn được. Chứ bắt đầu sau nửa tháng là bắt đầu sâu đục thân, nó phá hết trái ra, không ăn uống được bao nhiêu rồi để tự nó hư trên cây rồi rụng. Mà mọi người thấy nãy giờ mới có hái có đâu có 5-7 phút thôi mà một rổ đầy nhóc. Bây giờ phải còn hái thêm nữa. Nếu mà một cây của mình mà tính ra là phải hơn một tạ trái một cây thôi, mà ai ăn cho hết. Bán thì nó không có đẹp lắm, thành ra tôi nhìn không có thuốc á, trái không đẹp lắm thì bán cũng không được bao nhiêu. Anh chị nào mà hứng thú á, muốn mà hái vú sữa phải không, muốn mà trải nghiệm hái vú sữa thì về nhà mình cho hái thoải mái. Hái thoải mái chứ không thì để nó chừng 1-2 tuần nữa thì nó cũng hư hết rồi, cũng để rụng tùm lum đất ai ăn nổi. Ăn thì ăn ký, 2 ký, 3 ký thôi, chứ còn một tạ mấy vú sữa thì nhà nào mà ăn cho hết, đem cho người này cho người kia tùm lum tùm la. Nè, đây mới hái có vòng có 10 phút ra một đống vậy nè. Cành thấp dưới đất thì hái bằng cái kềm này đó ha. Cành thấp dưới đất thì hái bằng cái kềm. Đấy, còn cành trên cao hơn xíu á, cao trung bình thì sẽ dùng cái ghế và cái đây là cái vỏ ha để hái nè. Cái cây thọc trái nè. Ở đây thì nó có hai lưỡi dao hai bên. Đưa cái cuốn vô thì nó sẽ cắt. Đây, cắt cái trái chỗ này, sẽ cắt cái trái nó sẽ rớt ra. Hái vú sữa thì phải cẩn thận một cái là hái nhẹ nhàng, không cho nó trầy cái vỏ. Nếu mà trầy vỏ thì để chừng 1-2 bữa thôi là nó xấu quá.
nè, mọi người xem ha, trên cây để ý làm sao phải căng theo cái đậu bóng của nó nè, căng theo cái đậu bóng của cái trái của sữa, không biết mọi người thấy được hay không ha. Nhìn trên cây nó phải có cái đậu bóng khác biệt những cái trái xanh bình thường khác, bóng căng lên mà hơi có màu chuyển màu như vậy thì đó là trái đã chín rồi nha. Thành ra mà hái vú sữa mà hái vào trưa nắng, hái vào trưa nắng không nhìn nổi đâu, chỉ có hái vào sáng sớm khoảng 7 giờ sáng hoặc là 5 giờ chiều thì còn thấy được, chứ hái vào trưa nắng là nhìn không nổi, nhìn hơi hoa cả mắt.